Xin chào các bạn ha. Hôm nay thì Na với mẹ sẽ lên đồ đi chụp hình. Đó, đi chụp hình ở bên nhà văn hóa thanh niên nha các bạn. Rồi, mình cùng đi thôi nào. Chào các bạn thấy hôm nay mẹ Trang có đẹp không nè? Bây giờ Na sẽ dắt cả nhà đi tham quan một vòng con đường Hoa Mai ở nhà văn hóa thanh niên, hiện là một trong những nơi chụp hình miễn phí đẹp nhất Sài Gòn nha các bạn. Ngoài con đường Hoa Mai được kết vòm rất là lớn thì còn có rất là nhiều tiểu cảnh nhỏ xung quanh để mình có thể tha hồ mà chụp hình selfie hoặc là chụp hình check in nha các bạn. Rất là nhiều gia đình nè và bạn bè rủ nhau diện áo dài xong rồi mang theo máy cơ chân đứng để chụp hình, và công nhận là đây là một trong những con đường chụp hình miễn phí và có rất là nhiều booth chụp hình nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi vào khu vực phía bên trong ha. Đây á, là phía trong bên trong con đường có một cái mái vòm hoa mai rất lớn luôn nha các bạn. Đó, không phải là một cái tiểu cảnh một cụm cây nữa, là một cái mái vòm luôn nha, là một con đường dài luôn nè các bạn. Các bạn xem nha. Đó, mình là đứng ngay trung tâm luôn. Đó. Ở phía ngoài cổng đi vào á, là người ta trang trí một cây mai khổng lồ luôn các bạn. Trên vòm là các bạn có thể thấy là người ta dăng đầy hoa mai luôn. Rất là công phu. Ngoài là việc chụp hình check in á, thì các bạn còn có thể tham gia các hoạt động được tổ chức xung quanh như là vẽ tranh chân dung nha. Và bây giờ là Na sẽ đi ra phía ngoài cổng chính nha các bạn, để cho các bạn có một cái nhìn bao quát là toàn cảnh phía con đường Hoa Mai lớn nhất Sài Gòn như thế nào nha. Đó, ở phía dưới gốc cây là người ta trưng những cái bao mà gạo, nó có bao gạo nè, ngô nè, thể hiện là cho vụ mùa sung túc đủ đầy đó. Và đây là toàn cảnh con đường đó, rất là dài và đẹp luôn, họ làm cũng rất là công phu. Và phía đầu đường đó là một cái cây mai khổng lồ như các bạn. Ở thời điểm này á là mọi người còn chưa có nghỉ Tết nhiều nên là đi vào buổi sáng hoặc trưa các bạn có thể chụp được rất là nhiều ảnh mà không phải bị dính quá nhiều người xung quanh. Nếu mà gần Tết á, sau khi mà bắt đầu cái thời gian mọi người nghỉ Tết á, thì khu vực này là siêu 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 đông luôn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến vào bên trong ha. Đây là một số tiểu cảnh nhỏ được các nhà tài trợ như là tay kỳ nè, một số loại bánh khô, mứt Tết á, người ta tài trợ tiểu cảnh để cho mọi người chụp hình và cũng như là để quảng bá thương hiệu. Mình được chụp free luôn nha các bạn, miễn phí, hoàn toàn miễn phí luôn. Chỉ là mình phải đứng đợi một xíu thôi. Đó, rồi theo thứ tự mà chụp. Năm nay thì người ta có ghi sẵn là những cái dàn cấu trúc á các bạn, mình không có được cầm lên để chụp nữa. Nên là cũng ít người dám đứng mà lấy ra để chụp hình selfie. Đây là các loại bánh truyền thống Tết nè, ở dưới quê nè các bạn. Nhìn cái là nhớ quê hương liền luôn á. Còn đây là bắt đầu là các gian hàng bán câu đối, rồi bao lì xì. Và luôn có ông đồ nha các bạn.
để nếu mà các bạn muốn xin chữ á, thì hình như là hồi xưa năm ngoái Nam mua một bao lì xì mà có chữ cha và một bao lì xì có chữ mẹ là tầm khoảng 30 một bao đó. Ông đồ mặc dù buổi trưa nhưng mà vẫn làm luôn nha các bạn. Câu đối nhỏ nè, xong rồi có một số cái móc khóa nè, quà lưu niệm, rồi quạt nữa, rất là nhiều. Có liễn nè, đó. À, phúc lộc thọ nha các bạn. Đó, năm mới là thường người ta sẽ xin những cái chữ đó. Hầu hết là các chị là đi đường hoa đều là áo dài hết, các thể loại áo dài luôn, đủ các loại màu luôn. À, đây là một cái gian nhỏ nó hơi lạc tông một chút, cũng có bán bao lì xì, rồi bán dreamcatcher, túi vải, bây giờ mình sẽ đi ra phía bên ngoài đường lộ chính nha. Đó, ở lộ ngoài lộ là người ta chỉ có những cụm mai như vậy thôi. Đó, mình vô bên trong như cái khúc đường hồi nãy á, thì mới là khúc chính. Mình chụp ở phía ngoài này cũng được, nhưng mà sẽ nếu mà đi buổi trưa như Na với mẹ thì không nên chụp bên ngoài, tại vì thứ nhất là sẽ rất là nắng, khói bụi và sẽ bị chói nắng, về chỉnh hình rất là cực. Nhưng mà ở ngoài đây không ai trông hết á, nên là các bạn muốn lấy câu đối chụp hình thì cũng rất là bình thường luôn á.